Những bước chân chập chững của chú B ngã rồi. Xin chào các bạn nhé. Nãy giờ mãi công việc đằng kia chưa chào các bạn được. Chúc những người chăn nuôi thành công nhé. Đây là một hộ nông dân mua được con bò. Những gia đình nghèo mà mua được con bò mà về nó đẻ như thế này người ta mừng lắm. Các bạn hãy ủng hộ kênh nhé. Hôm nay mình đến thăm một gia đình của bác nông dân. Bác ấy mới mua được con bò mẹ này, dành dụm mua con bò mẹ này. Được 2 tháng này. Bây giờ nó cho bác ấy con bê đực. Đó. Mình mãi uống nước với bác ấy như này là không chào anh em bạn bè được. Các bạn hãy ủng hộ kênh nhé. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhé. Đây là vùng quê nghèo Đắk Lắk các bạn nhé. Đồng bào Đắk Lắk vẫn còn nghèo lắm.
như là thành quả của người nông dân dành dụm chắt chiu, bao nhiêu năm tháng thì được một con bê, họ rất mừng. Đối với những người làm ăn buôn bán thì một ngày họ cũng kiếm được có thể là 10 triệu. Nhưng người nông dân này thì con bê này mà bán được 10 triệu là cả năm rồi đấy các bạn. Nên là các bạn, cảm ơn các bạn đang xem, đang theo dõi chương trình Nhà Nông Phát Triển. Các bạn hãy nhớ đăng ký nha, để ủng hộ kênh. Đây các bạn thấy người nông dân người ta chăn con gà này, thấy không? Rất là đơn giản, chỉ ăn lúa thôi, bới rơm, bới chấu ăn. Con gà ăn thịt rất ngon. Rồi, Trần Cương xin chào các bạn nha. Chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng và làm ăn phát triển. Rồi, chú bò mẹ bắt đầu nằm nghỉ ngơi sau một ngày sinh sản mệt nhọc. Hello, xin chào. Thank you, thank you, thank you, thank you.